phong tỏa xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch Covid-19. Hôm nay ngày 29 tháng 1, Quảng Ninh ghi nhận thêm một số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng mạng. Tỉnh này đã nhanh chóng lập tổ phản ứng nhanh cùng nhiều biện pháp cứng rắn để chống dịch, đồng thời quyết định phong tỏa toàn bộ xã Bình Dương, thị xã Đốc Triều, nơi giáp danh với thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, dập dịch triệt để, tuyệt đối không để dịch bùng phát trên diện rộng. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh đã chỉ đạo giao ban cán sự đảng ủy ban nhân dân, tỉnh chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng biện pháp phong tỏa theo chỉ định 15-CT-TTG và chỉ định 16 ct TTG của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2021 đối với xã Bình Dương của thị xã Đông Triều, tùy vào mức độ nguy cơ đối với các xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh đã áp dụng kịp thời các biện pháp phong tỏa khi cần thiết. Hiện, Quảng Ninh đang có 13 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, bắt nguồn từ bệnh nhân 1553 là nhân viên sân bay Vân Đồn. Ngoài ra, 9 người có hộ khẩu tại thị xã Đông Triều cũng được xác nhận nhiễm COVID-19 khi đang làm công nhân tại một khu công nghiệp tại thành phố Chí Linh, Hải Dương. Các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã rà soát được 520 trường hợp F1, 1.632 trường hợp F2, 1.941 trường hợp F3, 1.632 trường hợp F4. Liên quan đến bệnh nhân 1553 có 431 trường hợp F1, 518 trường hợp F2, 3 trường hợp F3. Tổng số ca lấy mẫu là 746 ca, trong đó có 521 mẫu âm tính. Số lượng ca chờ là 212 mẫu.